Hello bạn, là mình Danh đây. Chào mừng các bạn đã đến với Nghiện Mô Hình. Các bạn nghĩ mình sẽ review này không? Đúng, chính xác, nhưng sẽ không phải là phiên bản này. Hôm nay mình sẽ đem cho các bạn remix của nó. Đây, đây các bạn thấy không? Này là mẫu, này là dân chơi gọi là hàng bi Bandai. Dân chơi gọi là hàng bi Bandai. Thôi đó, cái này nó khác gì với con này thì hôm nay tụi mình sẽ khám phá nha. Thì soi tổng quan á, trên hộp thì nó vẫn y chang thôi, nhưng mà các bạn thấy không, nó có một cái màu xanh, còn màu xanh hết đó, và logo nó sẽ sáng hơn, nó có phát quang. Con này cũng vẫn sản xuất từ năm 2003. Cái mẫu này mình kiếm cũng tương đối lâu rồi, vô tình thấy ở trên mạng thì giờ mình mua về. Bây giờ mình sẽ khui con bên trong nha. Thì nó cũng y như cái con phía sau này thôi, nhưng mà nó sẽ có gì khác biệt thì ngày mai tụi mình sẽ cùng khám phá thử. Đây, ok. Khá là ok nha. Con này thì mấy bạn mua thì mình nghĩ cho đâu đó giá cũng khoảng trong tầm giá khoảng như ta 2-3 triệu có hơn, nhưng mà nó hiếm thôi, không mắc mà nó hiếm. Đây, những là tờ hướng dẫn mới hơn. Đây, còn có thêm một cái đế trong cái bụng của con này nữa. Rồi, đó, thì mình nghe đâu là cái người bán cái con này nè nói là cái động cơ nó không còn hoạt động nữa. Mình cũng nghe cũng hơi buồn, nhưng mà do nó hiếm quá. Đó, thì bình thường cũng không quay kiếm của mình sẽ làm màu này đúng không? Đây, mình sẽ quay lại cho bạn coi. Đó, thì bình thường nó sẽ làm màu này đúng giờ, nhưng mà không, đây nó sẽ là màu xanh camo. Hiện tại chưa có pin này. Mình sẽ bỏ pin vô thử. Thì mình nhớ là cái phần pin là sẽ là cái bụng này. Giờ mình sẽ tìm cách mở cái bụng ra để mình bỏ pin vô. Mày đợi mình xí nha. Ủa, không phải. Khoan đi. Rồi, trước tiên nó sẽ là như vậy nha. Đó, một màu xanh camo. Thì phần gã lưng nó đương nhiên cũng sẽ là màu xanh camo này. Đó, màu xanh camo khá là ok. Thì cái phần này nè, do nó cũ rồi nên nó không còn chắc được như cái con này nữa, là bạn cái ống rồi thì nó sẽ bị hở. Đó, rồi mình sẽ gắn vô đây, thành gắn vô đây nha. Ok chưa, màu xanh khá là tự mắt rồi. Đây vẫn là chú khủng long bay quen thuộc, nhưng mà lần này sẽ là màu xanh camo. Phía bên trong bên này á cũng sẽ là màu xanh luôn đó, không như con này bên trong là màu vàng nha, phần này là màu vàng, còn con này là màu xanh. Đấy, mẫu này còn tương đối mới, mình mua thì tương đối mới, nhưng mà mình nghe theo như mình biết là cái động cơ đó như là bị hư rồi. Rồi lát nữa mình sẽ check thử, mình sẽ mở, mình sẽ có một cái đạn mình khui ra, mình sẽ check pin ở bên trong. Các bạn xem, đó. Cuối cùng là cũng bông bay. Thì cánh cũng bông bay, rồi. Đây. Thì nếu như các bạn biết thì con này đã đến từ series Abaginger, thì con này Kilo, nhưng mà mẫu này sẽ là mẫu hàng bi Bandai. Thì mình nghe người ta nói vậy thôi, mình không rành lắm, thì gọi là bi Bandai. Nó sẽ là một trong những phiên bản giới hạn. Đó, giờ tạo hình có cái này. Rồi. Đây, thì vẫn là cái cánh, cái chân quen thuộc. Và lần này nó sẽ là màu xanh. Giờ cái phần này sẽ đen hơn và nhám hơn cái của cái con này. Đó, cái đó là cảm nhận riêng của mình nha. Còn bạn nào mua con này chơi rồi thì không biết. Rồi, khớp còn khá mới, bạn nghe tiếng không? Nghe. Đó, ok chưa? Khớp còn mới tinh. Đấy. Rồi, phần quan trọng nhất là phần check pin của con này. Rồi, cảm ơn cái anh. Cảm ơn cái đi. Ba. Rồi, sau khi ngồi nửa tiếng đồng hồ tôi check con này thì căn bản là nó không có bị hư các bạn. Mà là với cái gì không? Cái đít pin bên trong này nè, nó không còn được chặt nữa, thì mình lấy đồ mình ấn vô thì nó đã hoạt động lại bình thường. Đây. Con này giống như bánh xe nè, con kia là trước mua là không có giống nhích. Đó. Ok, vậy thì mình sẽ lắp cái giáp bụng vô nha. Ở trong nào không biết chơi cái con này á thì cái phần này nè, dưới này nè, mông sẽ nó sẽ có hai cái
ở đây nó có hai chức năng khác nhau. Không bật lên thì cái này nó sẽ chuyển động khác nhau đó. Mình không biết là cái con này có bị giống gì không thì bật cái chức năng này. Rồi nắp pin thì là phần này đẩy xuống đó, đẩy xuống mong giật ra thì đây nó có chốt để mong giật ra. Ok thì vẫn như cũ thôi, thì mình sẽ tiến hành gáp cái con này lại, nhưng mà trong lúc đó thì mình test thử coi cái động cơ nó còn đủ sức tải cái này hay không. Rồi bài chỗ khác đi. Ok mình bật thử nha. Đó, đi lùi các bạn ơi, đợi mình chút. Đó đây mình sửa được con này rồi, thì đó các bạn thấy đó. Đó, đây là lý do tại sao mà mình thích cái con này. Rồi, ok. Nó đi tới là đi lùi được nha các bạn. Nó còn rất là hay đi lùi được nữa, chứ không chỉ đi tới không. Rồi, đó. Màu xanh khá là đẹp, tổng thể nguyên con. Da sẽ là màu nâu. Do cũng cũ rồi nên nó bị hơi méo, nhưng mà cũng không ảnh hưởng mấy đâu. Ok, thì tiếp theo tới phần quan trọng là phần gáp cái con này. Thì vẫn y như cũ thôi, thì phần chân các bạn sẽ bật ra. Đấy. Đoạn này thì cái đầu sẽ là màu xanh, bên trong cũng là màu xanh luôn. Đó, nó sẽ có cái viền vàng để cho các bạn nổi rõ lên thôi cái phần đầu. Đó. Rồi. Theo là tới. Bạn nhớ nha, con này khi mà giật cái này ra, bạn phải cầm hai cánh cho kỹ. Chúng ta nó gãy ấy. Đó. Nè. Rồi bạn bật cái chân ra. Đó. Con này đủ cái rất là hay là gì, khi các bạn gáp lại nhau tuy là vậy đúng không, như vậy nè, bà bạn vẫn bật công tắc cho cái ga lưng nó giúp ích được đấy. Đó bây giờ điểm hay là ở chỗ đó. Rồi tiếp theo là tới phần hai cái tay. Con này sẽ có một cái lỗi rất là đặc trưng là sẽ bị gãy cái phần này. Khi các bạn giật ga, bạn cầm nguyên một cái chốt, bạn giật ga, bạn đừng có cố gắng giật nó ra cái kiểu như vậy, nó sẽ gãy. Đó, thì tay thì phần tay thì mình cứ xoay lại thôi. Rồi, bẻ lên. Gắn chưa chặt. Rồi, ok, dính rồi. Rồi, đây. Đó. Thì đây là mẫu Abascular. Gọi là mẫu gọi là của thanh niên Abascular, thì cái này gọi là Killer O, nhưng mà bà hàng Hyundai, bảy màu xanh. Ok. Thanh camo chứ. Rồi, ok. Đó, khá là đẹp. Đó, ok chưa. Rồi, thì tổng quan thì con này cũng chất liệu của con này thôi. À, không, phải ngừng cái khúc này nè. Rồi, và mình sẽ lấy cái con kia ra. Rồi, mình sẽ lấy cái con trước ra để mình so sánh với con này cho các bạn xem cái điểm khác biệt của nó như thế nào. Đây. Đó. Thì đó. Thì hai sản phẩm thì đương nhiên sẽ khác nhau về màu sắc là điều đương nhiên. Tại vì một bản là hàng, có thể là gọi là hàng limit đi, hiện tại chứ cũng không limit lắm đâu, mà nói chung là gọi là hàng limit. Còn bản là bình thường đây. Đó thì tổng quan về màu sắc, bạn có thấy là cái phần toàn bộ bên này là màu xanh và nâu, còn bên này là trắng, chủ đạo là trắng, hồng và vàng. Đó là phần bên hông. Rồi chất liệu thì như nhau thôi, vẫn là nhựa. Nhưng mà mình có cảm giác là cái này nó ok hơn nha. Mình biết là cái phần nhựa bên con này nó ok hơn là con này. Đó, giờ đây phần lưng. Đó. Rồi phần lưng, đó này là phần lưng, các bạn có thể thấy. Thì do bên này nó có một cái phần màu bạc ở đây, thì các bạn nhìn trên xuống sẽ cảm giác được là nó ok hơn. Đó, còn bên này thì là màu xanh đậm, nó cây đậm. Phần gai thì cũng vậy, phần gai con này sẽ nổi bật hơn, thì là màu vàng. Con này là màu nâu. Đó, nhìn là phần nhìn từ bên phía bên trái. Nói sai các bạn không cảm nha, vì mình không có cái định được phương hướng chính xác lắm. Đó, mình khá là thích em này, nó còn hoạt động được, nó còn di chuyển được. Rồi ok,
Thì và đó là cái phần tổng quan về hai em này. Thì con này như clip trước mình nói rồi, đã có nói giá rồi. Còn con này thì mình mua dao động đâu tầm đâu đó từ 2 triệu đổ lên. Có thể là mình mua mắc hơn người ta đó, nhưng mà mình sở hữu được cái món đồ chơi mình thích là được. Thì đây là Kilo đến từ series Abaranger. Đó. Thì nếu các bạn nào có thích á thì có thể comment xuống phía dưới nói cảm xúc với bạn về cái phần video clip của tụi mình. Hoặc là các bạn muốn tụi mình review về cái gì đó, có thể bạn comment xuống phía dưới. Để tụi mình, nếu như tụi mình có may mắn hoặc là có cơ hội được trải nghiệm cái sản phẩm đó thì tụi mình sẽ review cho các bạn coi. Ok, mình là Danh đến từ Nghiện Mô Hình. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến hết video này. Các bạn nào có thích thì có thể like, subscribe, chia sẻ giùm tụi mình. Hoặc liên hệ tụi mình ở đường link bên dưới, qua Facebook, qua TikTok. Các bạn cũng có thể xem được thêm nhiều các phần giới thiệu về các mỗi sản phẩm khác. Cảm ơn tất cả các bạn.